Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại các sự kiện nổi bật đã diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, Quảng Trị đã được chính phủ chọn là địa phương để tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh cho người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển. Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, hội nghị là dịp để đánh giá một cách tổng quát hiệu quả của các chương trình, dự án đã được triển khai, đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tại hội nghị, ý kiến các bộ ngành và 4 tỉnh đều cho rằng, sau 2 năm tích cực thực hiện các biện pháp khắc phục, đến nay môi trường biển đã được khôi phục, an ninh trật tự ổn định, hoạt động khai thác, nuôi trồng, kinh doanh thủy sản, sản xuất muối, các khu du lịch biển, bãi tắm của 4 tỉnh miền Trung đã hoạt động trở lại bình thường. Người tiêu dùng đã yên tâm sử dụng các sản phẩm hải sản. Nhìn lại công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả, bồi thường, hỗ trợ người dân, có thể rút ra bài học về công khai, minh bạch, dân chủ trong thực hiện. Sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành, nhất là địa phương, của các nhà khoa học. Có 3 thành công lớn nhất là người dân tin chính quyền, tin đảng, người dân đoàn kết hơn và cán bộ trưởng thành hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại vướng mắc như việc chi trả bồi thường cho người dân còn chậm so với kế hoạch. Vì thế, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành dứt điểm việc chi trả tiền hỗ trợ bồi thường còn tồn đọng, dù chỉ còn 0,9%, nhưng người dân vẫn đang mong chờ. Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh toán, quyết toán các khoản đã chi một cách mạch lạc, rõ ràng, nếu có tiêu cực, tham nhũng phải xử lý nghiêm. Thưa quý vị và các bạn, môi trường là trụ cột của sự phát triển, cùng với kinh tế xã hội tạo thành một tam giác phát triển. Tất cả các địa phương cần giữ gìn môi trường, đặc biệt là môi trường biển, một thế mạnh của Việt Nam. Tin tưởng rằng, sau khi khắc phục sự cố này, sự phát triển của 4 tỉnh miền Trung sẽ vươn lên với trọng tâm là kinh tế biển, một lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có được. Các địa phương cũng sẽ xem đó là một tiềm năng cần phải khai thác để phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm và đời sống mọi mặt của nhân dân các tỉnh ven biển miền Trung. Và điều này một lần nữa được nhắc lại trong buổi làm việc của đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Điều được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại buổi làm việc là tinh thần quyết liệt hành động và khát vọng cống hiến của lãnh đạo tỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, có định hướng biến khó khăn thành tiềm năng, lợi thế, đã xây dựng một số sản phẩm có thương hiệu. Nhờ vậy, mặc dù trong bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, điều kiện địa phương không mấy thuận lợi, song tỉnh Quảng Trị vẫn nỗ lực đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, Quảng Trị thực hiện tốt công tác đền bù, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường, cũng như khôi phục sản xuất kinh doanh cho người dân. Thời gian tới, tỉnh cần tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng lợi thế so sánh để thu hút đầu tư, đảm bảo giữ vững môi trường và xã hội. Cùng với thúc đẩy phát triển thì cần làm tốt công tác giảm nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau. Tỉnh cũng cần tiếp tục ra soát lại quy hoạch, lập lại quy hoạch mới phát triển kinh tế xã hội với tầm nhìn xa hơn, theo hướng không chồng lấn, không chạy theo những dự án sẵn có, hướng tới các cụm ngành kinh tế, nhất là cụm công nghiệp và dịch vụ. Với lợi thế bờ biển dài, tỉnh cần chú ý công tác quy hoạch ven biển để có định hướng phát triển quy mô lớn hơn. Quý vị và các bạn đang theo dõi một Quảng Trị tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần đã diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của công nhân viên chức lao động tỉnh Quảng Trị là Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023, với sự tham gia của 244 đại biểu, đại diện cho trên 65.000 công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh. Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết với các chỉ tiêu cơ bản gồm phát triển 9.000 đoàn viên công đoàn, bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất một đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, hỗ trợ đầu tư 200 nhà ở mái ấm công đoàn, hàng năm có từ 80% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh, 80% trở lên số công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 60% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh, 100% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể, 80% thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Tại đại hội, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của giai cấp công nhân,
quyết tâm biển nghị quyết đại hội thành hành động cụ thể, thiết thực trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. Trước mắt, tập trung mọi nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, sôi nổi, mạnh mẽ và rộng khắp, nỗ lực cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà năm 2018 và những năm tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu thu hoạch lúa đông xuân 2017-2018. Năm nay toàn tỉnh gieo cấy gần 26.000 ha, năng suất ước đạt bình quân 57,8 tạ một ha, cao nhất từ trước tới nay. Sản lượng lúa toàn tỉnh ước đạt hơn 150.223 tấn, tăng hơn 4.065 tấn so với vụ đông xuân năm 2017. Nét nổi bật trong sản xuất nông nghiệp là đã tạo sự đột phá trong sản xuất lúa hữu cơ. Mỗi hecta sản xuất lúa hữu cơ, người nông dân có lãi từ 26 đến 38 triệu đồng một hecta một vụ, cao gấp đôi so với sản xuất lúa đại trà. Hiện tại, các địa phương đang tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa vụ đông xuân, đồng thời chấp hành lịch thời vụ, luồn lách thời tiết để thu hoạch đến đâu, gieo cấy vụ hè thu đến đó. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ chỉ đạo các địa phương cơ cấu các loại giống ngắn ngày, tiếp tục ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật từ gieo xạ, chăm sóc đến phòng trừ dịch bệnh, nhất là xử lý hạt giống, gốc rạ, không để bệnh đùn sọc đen xảy ra. Đồng thời nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, sản xuất lúa hữu cơ, lúa canh tác tự nhiên, mở rộng diện tích thực hành nông nghiệp thông minh. Đặc biệt chủ động liên kết, kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến đầu tư và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cũng như thu mua, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tổ chức với nhiều cuộc thi tài, trong tuần qua, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ 7 đã bế mạc với 70 bộ huy chương đã được trao cho các vận động viên ở 10 bộ môn thi đấu. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ 7 đã tổ chức thành công 10 môn thi đấu với tổng số cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham dự hơn 1.000 người đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố và 3 ngành công an, quân đội, giáo dục đào tạo. 70 bộ huy chương đã được trao. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ 7 đã góp phần tích cực nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân, đồng thời tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao quần chúng nhằm thực hiện hiệu quả hơn cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đại hội tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra trong tuần qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.